Bà Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vì nội dung livestream. Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây và bị đơn là Nguyễn Phương Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Trước đó, bà Phương Hằng từng nhiều lần livestream nói chuyện, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trên các fanpage. Các buổi livestream của bà thu hút rất nhiều lượt xem, quan tâm và gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội. Mới đây, ngày 14 tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream gọi tên bà Lê Thị Giàu và chùa Phước Sơn. Ngay sau đó, bà Giàu đã làm đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra Tòa án Nhân dân quận 1. Hiện, vụ việc đã được Tòa án Nhân dân quận 1 thụ lý giải quyết. Trong đơn kiện, bà Giàu cho biết, năm 2017, bà có quan hệ quen biết với bà Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn, thiền viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bà Giàu cho rằng bà và bà Hằng không có mối quan hệ làm ăn, không phải là bạn bè, nhưng thời gian bà đã lập vi bằng về các tin nhắn này. Đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, bà Phương Hằng livestream trực tiếp nói chuyện với chủ đề công bố động trời về Lê Thị Giàu và sư thầy Bù Chánh. Bà Giàu cho rằng bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự, uy tín của bà khi bịa đặt vu khống bà, ép bức sư Bù Chánh trụ trì chùa Phước Sơn trả lại tiền xe cho bà. Trả lại tiền và xe cho bà Hằng, thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý. Bà Giàu là doanh nhân siêu lửa đạo, hung dữ, mua tượng Phật và hoa không trả tiền. Đặc biệt là bà Hằng xúc phạm uy tín thương hiệu mì lá Bồ Đề, dầu nhị thiên đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đều, chứng nhận dạ. Suốt thời gian qua, bà Hằng xuất hiện liên tục trên các trang mạng xã hội, phát biểu thiếu chuẩn mực, chửi bới tục tĩu, xúc phạm giới văn nghệ sĩ, khiến dư luận xã hội bất bình và lên án mạnh mẽ. Hôm nay, tôi là nạn nhân của bà Hằng, tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi bịa đặt vu khống xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín nhân phẩm của tôi và thương hiệu sản phẩm của tôi, bà Giàu nêu. Từ đó, bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện, yêu cầu Tòa án Nhân dân quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành động vi phạm danh dự, uy tín của bà, buộc bà Hằng gỡ bài, nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube. Đồng thời, bà Giàu cũng yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho bà với số tiền 1.000 tỷ đồng.